Cái này già mà. Ừ, cái này cái đó. Nó lên khúc nữa nó già cái ăn không ngon. Chiều cắt vô hấp cơm mà. Hấp cơm chấm nước sốt. Sáng thấy mớ hậu qua vô rồi. Có kho thịt kho cá gì bỏ vô ăn nó bự lớn vậy. Có cái mướp rác đó. Có ăn mua đậu chảo là thuốc không. Họ trồng họ xịt thuốc dữ lắm. Nghe ra mà này. Bậy có trái ăn không có lớn. Lớn vậy lớn hơn chút rồi mà. Rồi cái sâu cũng đúc hết, đúc vô là hết ăn trái chút chút vậy á. Đây đó là mai hả ăn được cái để nó đúc hết. Trong ruột ráo hết ăn. Đang hái ba cái rồi. Để nó lúc đỏ lồn hết ăn. Lúc cái là thúi. Bàn sầu còn hơi lắm. Nó đeo vô rồi là tiêu. Bò lên được nhiêu đó rồi đó. Bữa nó làm bậy cái ấy hứng cá rồi ăn. Nó có gì đâu làm. Hồi thấy nước lớn vô hồi trời mưa cái cá nó ngớp ngớp thấy có. Con đẻ trứng bộ không biết trứng nó hoặc trứng ốc hoặc trứng gì không biết. Ớt quá trời không ai ăn hết. À, trồng bậy mấy cây đậu bắp chứ cũng có ăn để nó không làm gì. À, nói bỏ bậy nó có ăn. Mua đồ chợ là thuốc chứ không mà thuốc dữ lắm. Có được mấy mướp lâu lâu con trái vậy trái ăn.